bối rối chưa tin. Thầy đây các con đừng sợ, sao lòng luôn mãi lo âu, thầy đang ở giữa các con. Hãy mau bước đến mà xem, chính đây là tay chân thầy, bình an ở cùng các con. Đừng sợ, chính là thầy đây. Lạy Chúa Giêsu, cho trái tim con say lòng mến, đốt cháy tâm can, cho đức tin con luôn rực sáng. Lạy Chúa Giêsu, cho chúng con nên con người mới, vững bước ra đi nên chứng nhân của Chúa phục sinh. Chứng nhân của Chúa phục sinh.